À, dạ vâng ạ, chào mừng giờ à, tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube Audio 197 ạ à, rằng ngày hôm nay thì em Hoàng xin phép các bác lên một cái review của cửa hàng với em Thì hôm nay em lên một cái sản phẩm mà là bếp ga hàng nội địa Nhật Thì trước mắt bác đây là con bếp ga Poloma mà bên em đang ra mắt Và cũng trả bán cho tất cả bác trên toàn quốc cái dòng bếp Poloma của Nhật Thì con này là model của nó là IC N86B có nhá cái, cái, dòng này là model đen của nó là IC N86B thì cái sản phẩm này thì các bác yên tâm à, mua cái tại cửa hàng bên em thì sẽ là bao cho bác là bao đẹp và bao chuẩn về cái sản phẩm mà bên em đưa ra cho tất cả bác trên toàn quốc về cái sản phẩm hàng nội địa nhật của bên em thì bây giờ đây em Hoàng xin phép à, à, quay vào cả trực tiếp và cũng sẽ giới thiệu cho sâu vào cái nội thất và ngoại thất cho các bác được hiểu sâu hơn về con bếp mà bên em đang chào bán cho tất cả các bác trên toàn quốc để lựa chọn để mua bác nào mà thiếu về bếp ga và muốn tham tham khảo về cái bếp ga ga thì cũng trực tiếp qua kênh youtube hàng nhật bãi hoàng hương hoặc là các bác gọi trực tiếp vào số điện thoại của em hoàng 0909 999 083 thì em sẽ giao cho bác toàn quốc trên mọi miền thì trước mắt bác đây là con bếp poroma mặt của nó là mặt miên và nó phun chức năng cho tất cả các bác là con bếp này thì nó sẽ khóa ga tự động và cũng đóng ga tự động nó cũng rất là an toàn à, đặc biệt của hàng của nhật thì nó cũng rất là nhiều cái tính năng và rất là nhiều cái đảm bảo an toàn cho các bác sử dụng như dòng bếp nhật thì tính năng của bếp thì nó đầy đủ các tính năng như các bác là các bác sử dụng thì ngọn lửa của nó rất là màu xanh màu xanh rất là đẹp và nhiệt độ rất là cao khi các bác sử dụng càng ngọn nước xanh thì nhiệt độ càng cao, đó là cái 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 sản phẩm mà Nhật họ thiết kế và cũng à họ cũng đã làm trong cái thời gian qua về cái thầy bếp Nhật. Thì con này thì nó có cả lò nướng ở phía trước các bác nhá. Đường kính của lò nướng chiều dài của nó khoảng 25 phân. Đó là cái chiều dài của của mình cái lò nướng là 25 phân. Và nó sử dụng phím đề, các phím đề để các bác sử dụng ở phím đề ở phía trước cái mặt trước và từ sử dụng hai bếp thì nó phím đề và một bếp lò nướng vẫn là một phím đề đó là cái tính năng của cái phím đề và các bác sử dụng bếp à, thay vì các bác sử dụng bằng cái phím truyền thống ngày xưa trên phím vặn thì nó nâng cấp cho bác là rộng phím đề rất là tiện khi bác sử dụng con này thì nó sử dụng bằng pin 1.5 khi các bác mà sử dụng vào cái bếp này thì các bác sử dụng cho em một đôi pin đại vào đấy à, và đôi pin đại thì các bác dùng để mà đối tốt tốt một chút thì bác sử dụng trong vòng đến 4 năm tháng với hết được một đôi pin, 2 năm thì một năm thì bác sử dụng chỉ trong đến một hai đôi pin là hết. Đó là cái 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 tiết kiệm của bếp nó đưa ra cho bác. Và đặc biệt của bếp này thì nó tiết kiệm cho bác là được 30% ga khi bác sử dụng không bị thừa ga cũng không bị dò dỉ ga trên trên cái bo tản lửa rất là tốt và đảm bảo cho bác là nấu rất là nhanh. Thì bây giờ là Em sẽ giới thiệu về cái ngoại thất Ngoại thất thì con này là mặt men màu đen Ở mặt trên của bếp Đó là màu màu đen Và mặt trước của bếp nó là có mặt màu nhũ Màu nhũ thì nó là màu vàng à, Màu ghi Màu ghi rất là đẹp nhá. Màu ghi màu ghi đen rất là đẹp Rất là sang trọng con bếp Và hoàn toàn là nó ghi bằng tiếng Nhật Của con bếp Poroman Máy Poroman của Nhật Và đây là nốt đèn Khi các bác sử dụng nó, nó sẽ báo động à, nếu mà tắt ga khóa ga là nó sẽ báo động như đây bác biết là máy đã tắt và nó sẽ báo đèn đỏ đó là cái, cái cái cái, tính năng của con, con à, cái bếp này có cái đèn và hai nữa là đây là cái đường người bác bổ pin này khi bác bổ pin 1.5 vào đây thì các bác bổ một đôi pin đại vào đây cho em vào bác đóng lại đó là đây là đường pin và đây là phím đề khi mà các bác khi sử dụng phím đề ở bếp tay trái thì các bác nhấn vào đây các bác nhấn vào đây nhấn vào đây thì đồng thời nó cũng đưa cho bác là cái cần gạt cơ ở trên này này nó là gạt to nhỏ của ga thì nó cũng khởi động theo và nó sẽ đề theo thì đó là cái gang ti chất lượng của gang ti nó sẽ đề theo đây bác nhé à, đề khi các bác đề vẫn là nó gang ti nó lên ga luôn đấy là gang ti để nó lên ga và bên tay phải của bác cũng là một phím đề có hình biểu tượng là hai ba ngọn ba ngọn nến đây thì đây là cái tính năng khi bác sử dụng ở bếp bên tay phải nấu to lửa thì cho bác sử dụng bên này các bác cũng vẫn sử dụng phím đề và gang ti nó cũng cũng hoạt động theo đấy bác nhá đấy gang ti cũng hoạt động theo đó là phím đề và bác nào mà à, nướng đồ ăn mà bác hay dùng đồ ăn nướng á, các bác mà nướng đồ ăn thì lại lên à, qua cái phím bên tay phải ngoài cùng để bác à, sử dụng cái bếp cái, cái 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 bếp nướng thì nó vẫn là sử dụng biến đề vẫn y, y y chang như các dòng phim khác nhưng mà à, nó lại nồi nướng ở trong này đó là cái tính năng của bếp về đây phải đề khi mà đề lên các bác à, trong này thì nó có ba tầng lửa ba tầng lửa thì nó sẽ bố trí xung quanh ở cái bo trong này nó làm nóng à, thì nó sẽ nướng cho bác là nướng đồ ăn rất là nhanh và rất là ngon và trong cái bếp này thì khi giao cho tất cả bác là em đầy đủ các à, các phụ kiện đi cùng à, bao gồm một con bếp và hai cái kiềng và đầy đủ các uh, cái cái lưới uh, bằng inox khi các bác sử dụng nồi nướng đầy đủ các tính năng đây là cái lưới bằng inox khi các bác nhận hàng bác kiểm tra trước khi các bác nhận hàng cho em hoàng đó là cái uh, đầy đủ cái sản phẩm mà em đưa ra các bác đấy lưới bằng inox rất là đẹp và cái khay này khay này là khay bằng inox khi các bác sử dụng bếp uh, sử dụng bếp ở trong uh, trong bếp thì uh, con cái khay này nó có tác dụng mà À, chảy đồ ăn khi bác chảy dầu của thức ăn đồ ăn mà bác nướng thì chảy dầu ở đây thì bác vệ sinh bác lôi ra vệ sinh và hai nữa đặc biệt là khi bác nướng mà có bổ thêm một chút nước vào trong đây à, thì cái nước nó bốc hơi lên thì nướng đồ ăn rất là nhanh và rất là ngon và rất là rất là chất lượng và cái mặt trước của bếp thì nó là bằng kính chịu nhiệt với bác nhá chịu nhiệt và chịu lực ở phía trước đó là cái, cái kính ở phía trước và khay này thì rất là đẹp rất là sạch sẽ luôn hàng này các bác yên tâm các bác xem rất là cẩn thận luôn hàng rất là chuẩn về cái máy móc cũng rất là sạch sẽ hàng trong cũng rất là sạch sẽ nói chung là hàng này thì em cũng đã vệ sinh rất là cẩn thận rồi còn chờ đợi các bác là bác nào mà muốn trải nghiệm thì các bác gọi trực tiếp vào số điện thoại của em hoàng 0909 999 083 hoặc qua zalo của em thì các bác sẽ nhận được hàng và em sẽ giao hàng cho các bác trên mọi miền tổ quốc luôn về cái sản phẩm của bên em và bây giờ thì em sẽ giới thiệu sâu vào cái kiềng và cái bô tản lửa cho bác được biết sâu hơn về cái kiềng của nó có tính năng rất là thế nào à, kiềng thì nó là cái dạng kiềng không chống dĩ hợp kim nó làm bằng hợp kim chống dĩ và cũng chống han mòn rất là tốt luôn các bạn khi mà cái dòng Việt Nam của các bác là đang sử dụng mua cái bếp Việt Nam thì hầu như là cái sản phẩm đưa lại bác là trong vòng đến một năm hoặc đến 2 năm là các bác đã bị mòn bị nó han mòn và nó sẽ cụt cả cái 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 kiềng của bếp đi rồi à, nó sẽ ăn mòn như thế do cái do cái tác động của môi trường và tác động của à đồ ăn muối muối của đầu và nước mắm của bác là nó sẽ dày ra nó sẽ bị han mòn nhưng mà cái dạng kiềng này thì nó đặc biệt của bác là nó chống được han mòn rất là tốt và nó cũng không uh, nói phải tránh cho bác là uh, là, là là trong trường hợp là bị han dĩ rất là lâu và rất là bền các bác sử dụng rất là bền bỉ luôn và cái kiềng này thì em có sẽ là hai kiềng của nó là hai kiềng hầu như là uh, hạng chống dĩ chống han uh, mòn cả và bác hiện tại bây giờ là cái bo lửa đi sâu vào cái bô lửa thì bô tản lửa của nó là một bằng hợp kim luôn các nhá bô tản lửa mà hợp kim thì chúng em vệ sinh rất là cẩn thận hàng rất là đẹp rẻ rồi ở bên nhật thì họ chạy lướt qua thôi thì cái chất lượng của cái bô lửa này nó cũng chưa lấy đến nỗi là bẩn lắm mà bên em vệ sinh cũng rất là sạch rồi và bô tản lửa thì xin thưa bác là bô tản lửa rất là đều quan trọng khi cái bếp này bác mua mà cái bô tản lửa tốt thì nó cũng nấu càng nhanh vì từ từ cái nhiệt độ nó cũng nhanh hơn vì do cái bô tản lửa nó làm rất là tốt à, nó rất là phân bố rất là đều còn bác nào mà làm, làm, làm lắp cái bo tản lữ mà không đúng và giống như là nhòng nhật này bác là không lắp đúng là các bác để không bao giờ lên ga và cái bo mà không đúng nữa thì nó nấu rất là khó và nó sẽ gây ra cái tình trạng là nghe khó chịu thì cái con này thì các bác phải lắp đúng ngàm hàng nhật thì họ làm rất là tốt luôn từ cái ngàm từ cái vị trí cũng rất là đúng đặt đúng vị trí với sử dụng được đó là cái uh, khi mà bác đặt đúng vị trí thì đồng thời là cái um, À, cái đồ đẹp, cái cái đánh điện đánh lửa nó cũng đánh rất là chuẩn và nó đánh rất là rất là gọn luôn đánh một phát là ok luôn đó là cái sản phẩm mà đưa ra và đặc biệt sâu vào một chút nữa thì nó có cái con cảm biến đít nồi trước đây là cái đây là các bác đây là cái cảm biến đít nồi khi mà cái bếp nhật họ đưa ra bác là khi bác nấu bác uh, chín xào thì không sao nhưng mà bác đã khô cá mà các bác không đảo không xào thì cái con cảm biến này nó có tác dụng là không làm cháy nồi cho bác khi bác sử dụng trong con bếp này mà các bác đang làm việc khác các bác đang có thời gian khác các bác đang làm việc riêng nhưng mà các bác lại vẫn để cái bếp nó cháy nhưng mà nó không bao giờ nó cháy đến nồi nó cảm biến nhiệt cho bác là khi đến đủ nhiệt độ cho cái đến nồi đấy nó sẽ tự cắt ga và nó tự khóa ga đó là cái tính năng quan trọng nhất của con bếp này đó là cái sản phẩm mà bên em đang trả bán bác hàng chất lượng luôn luôn là hàng đầu đó là cái 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 cái, cái hay của con bếp và nó chuẩn của con bếp à hai bên là nó là hai con cảm biến có nhá hai bên cảm biến cả đều là hai con cảm biến đến nổi rất là chất lượng luôn và đang phía ở trên mặt trên thì nó có cái bò này là bo tản nhiệt khi bác nướng à, có một cái lưới đây lưới tản nhiệt tản khói tản nhiệt lên phía sau đây các bác dùng hút mùi có bác hút hoặc là nó sẽ quay lại nó trở lại phía sau nó không nó không hút nó không tràn lại phía trước để cho nó tránh trường hợp là nó gây ô nhiễm lại phía trước thì nó sẽ bò củi ra phía sau nên rất là hợp lý khi các bác sử dụng con bếp này và con mặt là con mặt miên cũng nhá khi bác nấu một đồ ăn mà có à, có tràn thì thì nó cũng xuống đến cái bò này nó cũng không là không bị xuống bếp nó nó không ảnh hưởng đến cái tình trạng là bị han mòn mà mặt bếp và han mòn ở trong cái nội thất phía trong thì chất lượng luôn luôn là hàng đầu của bên em rồi ruột gan của nó thì cũng cực kỳ là chuẩn rồi hàng thì bên em sẽ có những mặt hàng là bao chuẩn cho bác trên mọi miền tổ quốc để bác sử dụng à, nên là bác cứ uh, tin tưởng kênh youtube và các bác cũng sang bên kênh youtube hàng nhật bãi hoàng hưng em cũng có lên video và cũng test rất nhiều cái sản phẩm bên đấy và giá thành của mặt hàng với em luôn luôn là chất lượng luôn luôn hàng đầu em cũng trân trọng mời các bác sang bên kênh youtube hàng nhật bãi hoàng hưng để tham gia vào buổi mua hàng trực tiếp bên đấy để có những video mới em sẽ xuất lên các bác là người đầu tiên đi tiếp cận cái video đấy và có những người bác nào mà mua được hàng bên đấy thì giá thành rất là ok và bây giờ cuối video thì em hoàng cũng À, lên sóng cho bác có một cái uh, review rất là đơn giản và ngắn gọn về cái sản phẩm bên em Và bác nào tin tưởng cửa hàng bên em thì cứ lựa chọn và gọi trực tiếp vào số điện thoại của em Hoàng 0909 999 083 Em Hoàng sẽ giao hàng trên mọi miền Tổ quốc cho tất cả bác uh, trên toàn quốc Và bây giờ thì em Hoàng xin uh, chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau Xin chào ạ